Kính chào quý vị, các em thân mến. Chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay, mời quý vị và các em theo dõi những tiết mục sau. 19 giờ siêu quậy tí hon, 19 giờ 35 phút ngôi sao của bé, 19 giờ 50 phút tin thế giới, 20 giờ ngôi nhà mơ ước, 20 giờ 30 phút chuyện không của riêng ai, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút cười chút chơi, 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam tình yêu pha lê tập 11, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 35 phút chiếu phim phim truyện Hồng Kông Lâm Phụng Hòa Duyên tập 11, 23 giờ 30 phút tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao, 23 giờ 55 phút chương trình biểu diễn của nghệ sĩ Asap Roth với đàn marimba. Chương trình rạng sáng ngày 23 tháng 3 gồm có 0 giờ 40 phút sân khấu về khuya cải lương ngôi đền cổ, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam hộ chiếu vào đời tập 2, 3 giờ 30 phút thế giới giải trí, 3 giờ 45 phút giai điệu bốn phương. Bây giờ mời quý vị và các em theo dõi chương trình truyền hình tối nay.